Dạ alo ạ. Dạ con kính lãnh đạo đang ở Tam Đảo. Dạ con kính lãnh đạo ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, ăn Đức Tăng. Dạ con kính lãnh đạo Thượng Tọa Minh Hạnh, lãnh đạo Đại Đức Tuệ Nhẫn, con kính lãnh cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin được đọc được phân bài câu cách cú câu số 6. Dạ cảm ơn chú Cát Thanh Á đã bốc bài. Đa rề chana vi chà nam tí na ya mê tha ya ma mê giá mà nó sẽ về cho khách máy kích dạ con xin sám hối cho con đọc lại ạ. Ba rề cha na vi cha nam tí ma giá mê tha giá mà nó sẽ về cho tất tha vi trà nàn tí ta tổ sầm màn tí mề tha gà ba rề cha na vi trà nàn tí na gia mề tha gia mà mà gia mà mắt xề về cho tất tha vi trà nàn tí ta tổ sầm màn tí mét tha gà đa rề cha na vi cha nàn tí ma gia mét tha gia mà ma xề về cha tất tha vi cha nàn tí ta tổ sằng màn tí mề tha và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy ai hiểu được tranh luận được lắng em. Dạ, đây là đoạn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đà rê chana vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta ta sam nan ti me tha ya đà rê chana vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta ta sam nan ti me tha ra luận tranh có ích lợi gì tranh cường hiếu thắng lắm phi hà ai người suy gẫm sâu xa nói năng tự chế bất hòa lặng yên. Dạ đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Ngài Hòa Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong. Dạ con kính chào đạo tràng, con xin dừng biết lại ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc cái câu kệ số 6 ạ. Ba rề cha na quỳ cha năng tí ma gia mê tha gia mà mát xề về chát hát tha huy cha năng tí ta tô sam má bằng ti mẹ tha gà. Dạ con đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy ai hiểu được tranh luận được lắng êm. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ sau đến là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Phổ thơ luận tranh có ích lợi gì, tranh cường hiểu thắng lắm khi phiền hà, ai người suy ngẫm sâu xa
nói năng tử tế bất hòa, lặng yên. Dạ, con xin đọc kệ. Arê cha năng quỳ cha năng tiên, ma gia mắt thang và ma mắt chê, về cha thân ta quỳ cha năng ti, ta tô sa măng tì mê tha gan. Ba re cha na vi cha năng ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha tan tha vi cha năng ti ta thu ba sam măng ti me tha gan. Dạ con đã đọc xong câu kệ số 6. Dạ con kính mời cô Phúc Hạnh ạ. Dạ con. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thần tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng trong lượng tràng. Kính chào quý đạo hữu ạ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 6 ạ. Bát rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma a ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Bát rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma a ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Luận tranh có lợi ích gì? Tranh cường hiệu hiếu thắng lắm khi phiền hà. Ai người suy gẫm sâu xa, nói năng tự chớ bất hòa lắng yên. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức ạ. Dạ sau đây con xin kệ ạ. Bà rê cha na vi cha na ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha na ti ta to sam man ti man tha ga. Dạ con xin xuống bít ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Alo. Dạ, dạ con tri ân cô Phúc Hạnh, cảm ơn sư Trần Phụng, chị Đặng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ ơi mình kính chào quý anh chị, con xin phép được trả bài, cảm ơn huynh trưởng. Câu số 6. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya a met tha ya ma ma se về cha ta xá vi cha nan ti ta tu sam man ti me tha ga. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se về cha ta xá vi cha nan ti ta tu sam man ti me tha ga. Bà rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se về cha ta tha vì cha nan ti ta tu sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại,
chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Parechana vichananti maya metha yama mase yecha tatha vichananti tato samanti nithaga. Parechana vichananti maya metha yama mase yecha tatha vichananti tato samanti nithaga. Luận tranh chẳng có gì, tranh cường hiếu thắng lắm khi tiền hà. Ai người suy gẫm sâu xa, nói năng tự chế, bất hòa lặng yên. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Nghe em biết là huynh trưởng thôi. Kính mời huynh trưởng ạ. Sa thu, sa thu, làm thầy xin hãy mình. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rừng. Con xin được kể kinh pháp cú số 006, cảm ơn sĩ rạng đồng sĩ thái mình. Pare chana vi chanan tim maya metha yama mase ye cha tat tha vi cha nan ti ta to saman ti me tha vi ga pa re cha na vi cha nan ti maya me tha ya ma ma se ye cha tat tha vi cha nan ti ta to saman ti me tha ga. Pare chana vi chananti maya methaya mama se ye cha tattha vi chananti tato samanti methaga. Pare chana vi chananti maya methaya mama se ye cha tattha vi chananti tato samanti methaga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Luận tranh có ích lợi gì, tranh cường hiếu thắng lắm khi phiền hà. Ai người suy ngẫm sâu xa, nói năng tự chế, bất hòa lặng yên. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, không biết Xích Nhật Huyền có chắc máy không ạ? Kính mời Xích Nhật Huyền. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn Minh Bát Thà Đá. Nam Mô Bụt Thà Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Huỳnh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Xích Đạo Đăng, kính chúc tình phụng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, dạ, con xin được ôn bài Phật, câu Pháp Quốc Kinh số 6 ạ. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thà Đá cho bài học và kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Trí và vào Đạo Tràng. Ba rề cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye ca ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ô Quang Thành, chị Quang Thành ơi, có ôn bài không? Ôn bài thì Nhật Quỳnh nhường mít, chứ không thì hết giờ. Quang Thành ơi, alo alo, Quang Thành có ôn bài không? Nãy là hết giờ nha, Nhật Quỳnh khóa sổ nha. Ba rề cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya. Thầy Hoàng Thành vào linh quýnh quên mất tiêu rồi, đọc không được. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc lại ạ. Ba rề cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được tăng êm, được lắng êm. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Luận tranh chẳng có
ích lợi gì, tranh cường hiếu thắng lắm khi phiền hà, ai người suy ngẫm sâu xa, nói năng tự chế bất hòa lặng yên. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng, rồi cảm ơn quan thanh Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 6. Nhật Bình kính cảm ơn huynh Bát Thanh Á, cô ấy Minh, cô tu nữ Phúc Hạnh, Tâm Hương, Xích Trần Cùng, Xích Trần Đạo, xin Trạc Nông đã hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 6. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 7. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được đệ đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nén hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang gia 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đa mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự về ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 7. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Dạ, vào giờ này thì chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ Tam Bảo và chúng ta chia sẻ Phật pháp. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namassāmi. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ có những ai có niềm tin chân chánh, có duyên lành được gặp chánh pháp tu tập, người ấy mới được giác ngộ chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm trầm luân của mình, và thành tựu các ba la mật và chứng đắc được tứ thánh đế thánh đạo. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, tất cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạn Vị Phi Nhân, Atula, nhất là chư quý vị Phật tử ở gần ở xa, các cô tu nữ ở khắp mọi nơi, xin quý vị
vì hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay thì chúng ta học bài kệ số 7. Bài kệ số 7 này quý vị có thấy một cái điểm gì rất là đặc biệt không? Chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài kệ. Bây giờ thì chúng con xin đọc Pali ạ. Sapa nupassin viharantin viharantan indi yesu asangutan pho chắc năm hi chắc mắt tành nhúc kusitan hi na virin tăng quê passat hati mano varo rút khăn quá đúc bản năng. Nghĩa việc được ngài Incharan đã dịch là trong khi sống có cái sự quan sát về tịnh tướng, không hộ trì được các căn, không biết độ lượng về vật thực, lười biếng, có sự tinh tấn thấp thỏi, ma vương quả nhiên ngự trị người ấy, tợ như cơn gió đè bẹp thân cây yếu. Chúng ta nên nhớ là ma vương ở đây chính là gì? Là vô minh, phiền não và ái dục. Chứ không phải là ma vương là ai đó. Cái từ Sufa Nupassin Viharantan là trong khi sống có sự quan sát về tình tướng. Ở đây đúng là dịch cái từ quan sát về tình tướng là không đúng, mà là đắm nhiễm về tình tướng nó mới là đúng. Sufa Nupassin, chúng ta biết là Sufa là Anupassi. Sufa Nupassin là một cái hợp từ hay là một nhóm từ gồm có hai từ là Sufa Anupassi. Sufa là tịnh tướng. Tịnh tướng. Như vậy thì thế giới này cái gì là tịnh tướng? Chính là cái màu vẻ bề ngoài của tứ đại mà chúng ta cho nó là tình tướng. Mà chúng ta không biết được cái thân này nó chỉ cắm mấy cái cọng tóc lõm chõm ở trên đầu rất là dơ giấy, mấy cái lông mi ở mắt rất là dơ giấy, mấy cái lông ở chân, ở háng, ở lách rất là dơ giấy. Và cái làn da này nó cũng rất là dơ giấy, rất là hôi thối, rất là tâm tử. Và bộ phận bên trong của nó thì thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp. Ở đó chúng chỉ là các cái giới của những cái tứ đại khác nhau. Chúng nằm ở những cái khu vực khác nhau. Mà những cái thành phần bất tịnh được cấu kết, liên kết lại với nhau. Chứ không có cái gì là con người, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Câu kệ này thì chúng ta sẽ học cái câu chuyện, tích chuyện của các ngài thì chúng ta chỉ lên đi qua thôi. Bởi vì các ngài là các bậc đã diệt rồi. Và hơn thế nữa là cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải hiểu gì về mình trong thực tại để giải thoát sanh tử luân hồi. Hãy luôn luôn nhớ về điều đó. Chúng ta đã nghe câu chuyện rất là nhiều rồi. Và nếu chúng ta cứ kể câu chuyện thì nó quá mất thời gian và không liên quan gì hơn. Và cái thân này thì chúng ta biết hàng ngày thì chúng ta cho cái gì vào? Cho những cái tử thi của rắn, của rùa, của lai, của mỡn, của heo, của bò, của ruột, của gan, của tim, thậm chí nè gà thì chúng ta ăn cả những cái phao câu của nó, những cái đầu, cái mắt của nó, nhưng mà nó cũng chỉ là tứ đại thôi. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái thân này luôn luôn nó có một tính chất là đói khát, thèm khát, và chính cái vật thực, chính cái cảm thọ đó nó quất
nó quất chúng ta cả một cuộc đời mà chúng ta không bao giờ hay biết được nó. Hãy nhớ một cái điều đó, là chúng ta luôn luôn bị những cái cảm thọ khổ này, nó vung roi, và mỗi ngày nó vung roi, nó quất chúng ta, mà có ai tỉnh ngộ đâu. Vậy chúng ta học giáo pháp của Đức Phật phải hết sức tinh tế để chúng ta thấy được cái sự khổ, thấy được cái thực tại. Nên là cái thân này, bản chất của nó luôn luôn là khổ đau. Nhớ như vậy. Khổ ở đây không phải là than phiền hay trách móc, mà cái bản chất của nó chúng ta cần phải hết sức là tỉnh táo. Mà chỉ có tâm ý của con người học giáo pháp của Đức Phật thì mới hiểu được cái này thôi. Còn tất cả chúng sanh khác thì xin thưa là no. Không nghe giáo pháp của Đức Phật thì không bao giờ hiểu được cái ý nghĩa của nó. Suffa nupassana, suffa là tịnh tướng. Tịnh tướng của các pháp vô vi nó chỉ ở vẻ bề ngoài của những cái màu sắc của tứ đại thôi. Nhớ. Còn ở bên trong của nó là không bao giờ có cái chuyện đó. Nên là chúng ta bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài và chụp lấy cái hình tướng của nó. Nên là cái tưởng nó in dấu vào trong tâm của chúng ta, và những cái cảm thọ nó sanh khởi khi mà chúng ta không biết về nó. Thế hằng ngày chúng ta cảm thấy không? Hằng ngày chúng ta rất là thích thức ăn, phải không? Chúng ta làm hết những cái món này món kia, nhưng mà chúng ta thấy bày ra trên bàn, rốt cuộc của nó cũng chỉ là những cái tử thi thái bỏ và trộn lấy với nhau thôi. Và khi ăn vào thì chúng ta ăn một đám rất là đông người nhộn nhịp như vậy đó. Nhưng mà khi đi vào cầu tiêu thì nó chỉ có một mình và một người thôi. Và nó có phải xác chết không? Ừ, thì xin thưa với quý vị rằng chúng ta với này cái xác chết không là hai đâu, mà nó chỉ là một thôi. Bởi vì cái thân này bản chất của nó là bất tịnh và không bao giờ nó biết chi cả. Thì xác chết nó cũng vậy. Bây giờ cái thân này nó có cái tâm đương giá, nhưng mà đa phần là đương giá bởi si, tham, tật kiến, ngã mạn, tật đố, ganh tị. Đó, suffa nupassin, suffa anupassin là nhóm từ chia theo đối cấp, là sự quan sát về tịnh tướng. Xú phá là tính từ, gọi là tịnh tướng, tức là vẻ bề ngoài của tứ đại, hay là vẻ bề ngoài của cái tử thi, hay là vẻ bề ngoài của một cái được gọi là cái, được gọi là con người, hay là cái ngũ quẩn đó. Anupassi là anu, là cái căn của nó là căn dis, là một cái danh tính từ năm tánh, là người nhìn ngắm, người quán tưởng, người quán tưởng. Tiếp đồng ngữ á nú là tại, hay là trên, hay là tiếp đối, hay là theo sau. Tiếp với nghĩa uy là chỉ cho sự sở hữu. Tiếp theo nữa là quý há văn tăng, cái căn của nó là căn ha. Tiếp đồng ngữ của nó là quý, và nó chia theo hiện tại phân từ tăng tánh, chia theo đối cách là việc sống. Việc sống. Tiếp đồng ngữ quý là không, hay là ra khỏi, hay là lìa. Căn căn ha của nó là cái nghĩa của nó là sống hay là ở. Indri su asang vu tăng là chúng ta biết là các căn. Các căn ở đây thì có gì? Đây, cuộc sống của chúng ta là gì? Đây, cuộc sống của chúng ta là các căn môn, các căn môn. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Như vậy chúng ta thấy con mắt thì nó không có biết màu, nó không buồn, không có vui với màu. Nó không có buồn, mà kể cả cái thấy nó cũng không có buồn, không có vui gì biết màu cả. Nhưng mà tại sao chúng ta phải phòng hộ các căn? Chính vì nó được tiếp nối bởi ý căn. Và nếu chúng ta không có phòng hộ thì vô minh ngay lập tức và tà kiến sanh khởi. Vậy chúng ta thấy nó chỉ cần ba sát na là thấy, tiếp thu, quan sát là đã có lậu hoặc sanh lên rồi. Hằng ngày chúng ta có thương yêu hay thích cái đối tượng thị giác không? Chúng ta có thương yêu gì thì cũng thương yêu cái đối tượng thị giác đã được thấy. Chúng ta có ghét bỏ gì, chúng ta cũng ghét bỏ cái đối tượng thị giác đã được thấy. Chúng ta có thương yêu hay ghét bỏ gì
thì cũng là đã âm thanh được nghe và mùi vị cứng mềm. Chúng ta có chấp thủ cái gì thì cũng chấp thủ ở trên đó thôi. Nhưng mà âm thanh có phải là ai đó không? Không. Âm thanh cũng không biết ai hết. Nhưng cuộc sống này là vậy đó thưa quý vị. Trầm luân của chúng ta chỉ trên thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Ngày mai các bạn dậy cũng chỉ là thế thôi. Và kiếp sau các bạn có thức dậy thì vẫn mê thế thôi. Mà ra luân hồi thì hãy ra từ đó, chứ không ra từ đâu hết. Không có thế gian nào có con người hết. Chỉ có suy nghĩ, nghĩ về con người thôi. Nhưng mà cái nghĩ đó là một thực tại, cũng không phải là con người. Cái đối tượng suy nghĩ đó cho là con người thôi. Chứ hoàn toàn không có một con người gì ở đây hết. Nếu không có tứ đại thì không có gọi là cái nhà, cái cửa, không có con người, không có đàn ông, đàn bà chi hết. Như vậy chúng ta phải hiểu thế giới chỉ có hai thực tại. Một là cái được kinh nghiệm và hai là cái kinh nghiệm. Nhiều đó thôi. Thì chúng ta cần phải như vậy. Thì chính các căn bản này nếu chúng ta không phòng hộ, không hiểu biết thì sao? Thì phiền não sẽ xâm nhập, tà kiến sẽ xâm nhập, vô minh sẽ thâm nhập. Và đương nhiên rồi, cuộc sống của chúng ta là hết thương rồi lại ghét, chỉ nòng vòng như đó thôi. Cuộc sống của chúng ta có đời nào đi chăng nữa thì cũng trôi năng trong ba cảm thọ thôi. Hết khổ, rồi lại vui, rồi lại xả. Thế thôi, cuộc sống chỉ là thế thôi. Thế thôi và thế thôi. Nên do vậy, đáng nhàm chán không? Không có đáng, không có dễ nhàm chán đâu. Chúng ta vẫn còn thấy đây là chồng tôi, vợ tôi, con tôi, đây là nhà cửa của tôi, đất đai của tôi. Cái gì cũng tôi hết, phước tôi làm, đời sau tôi hưởng. Tôi mà giáo pháp của Đức Phật không có dạy như vậy đâu các bạn. Indiyesu asangutang là không hộ trì các căn. Không hộ trì các căn. Indiyesu là một cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo định sở cách số nhiều là các căn. Các căn thì chúng ta biết là gồm có 6 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Rồi a sang bút tăng lọ, cái căn của nó là căn quắc. Tiếp đồng ngữ của nó là sang. Nó là một cái tính từ nam tánh, ở đây chia theo đối cách là không hộ trì, không thu thúc, không canh phòng. Và chúng ta biết rồi đó. Tất cả khổ đau đến với chúng ta do chúng ta không có phòng hộ được các căn. Mà làm sao chúng ta phòng hộ được các căn? Chúng ta chỉ có nghe pháp và hiểu về các căn này. Không phải là chúng ta đi thực hành một cái điều gì đó để mà phòng hộ được các căn đâu. Nhưng mà chắc chắn một điều, có đối tượng thị giác thì chúng ta mới phát khởi cái tâm tham hay tâm sân hay tâm si, hay là cái sự hiểu biết. Và điều đó chúng ta chỉ cần nhận biết ra được tham, được sân, được si, đó là phòng hộ các căn. Và phòng hộ hơn nữa là chúng ta thấy được tham này do duyên sanh và không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và chúng chỉ là pháp sanh khởi. Chúng thật là vô nghĩa. Thì đó là phòng hộ các căn. Không phải là chúng ta tu tập để trốn chạy tham, để diệt trừ tham, mà phải là hiểu biết tận tường về các pháp là vô ngã. Chứ không phải là chúng ta thường là chúng ta áp đặt cho mình một cái hệ thống để làm một cái gì đó, nhưng mà chúng ta làm như vậy là sai với giáo pháp, không có đúng. Chánh niệm thuần túy là ghi nhận, quan sát, trung thực về pháp đang hiện khởi, để cho trí tuệ biết tham này là một pháp, không phải là ai đó, không phải là tôi,
không phải là tự ngã và không phải ai tạo ra tham. Tham do riêng sanh. Đó là phòng hộ cấp cao. Thấy chưa? Phô chắc năm ý, chắc mắt thanh nhung là không biết độ lượng về vật thực. Đó. Chúng ta không biết độ lượng về vật thực. Chúng ta luôn luôn chấp cái thân này và luôn luôn vỗ béo cho cái thân này. Mình không biết được. Chúng ta luôn luôn tìm những cái gì đó ngon. Nên chính vì vậy mà chúng ta sáng chế ra đủ các cái loại món ăn để làm sao cho hàng ngày chúng ta ăn được thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Và chúng ta không biết được cái thân này. Chúng ta không biết được cái thân này nó cần vừa đủ bao nhiêu để có sức khỏe, để có tinh thần sáng suốt minh mẫn. Và chúng ta biết là càng ăn nhiều thì các dục nó lại càng tăng trưởng, vô minh càng tăng trưởng và hôn trầm thủy miên lại càng tăng trưởng. Và ai ai cũng, người ta nói là tôi thương người này như thế, nhưng mà tất cả chúng ta chỉ thương cái bản thân của mình mà thôi. Thương cái ý niệm về ngã này lớn lắm. Không có dễ gì mà đạp đổ được nó đâu, mặc dầu nó chỉ là bóng ảnh thôi, trong tâm thôi, cái ý niệm về ngã thôi. Nhưng mà con đường của chúng ta phát triển tứ niệm xứ phải đúng mức và rất là dài, đủ ba la mật mới phá hủy được ý niệm về ngã. Đừng có thấy là chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nói như vậy rồi chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Nói được nó không nó là chúng ta đã khó rồi. Mà chúng ta thấy được nó như nó là thì cả một thời gian rất dài. Mà chúng ta thấy không? Hằng ngày đó quý vị cứ để ý đi, ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chẳng có gì nữa cả. Nhưng mà đâu đó chúng ta thấy cái vô minh nó vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta học giáo pháp của Đức Phật đúng mức đó nha. Chứ còn chúng sanh ngoài kia thì thôi, xin lỗi quý vị nào vô phương. Vô phương đi. Nên chúng ta thấy trầm luân sanh tử, không có giáo pháp của Đức Phật thì không có cách nào mà chấm dứt khổ đau được. A mắt tanh nhung là mắt tanh nhu, tiếp đồng ngữ Á là danh từ nam tánh. Phô chánh nam hí là về vật thực, trong vật thực, trong bữa ăn. Tức là khi mà chúng ta đói lên thì chúng ta cái sự khác, tham muốn nó lấn át, và chúng ta biết là khi ăn uống là rất khó có chánh niệm, là như vậy. Lúc mà chúng ta ăn uống, nhất là đói, là chúng ta rất rất khó có chánh niệm. Ai ai người ta cũng nói chánh niệm đi, chánh niệm đi, như thực sự quý vị nè, nếu mà chánh niệm nó dễ sanh khởi với tứ niệm xứ như vậy thì xin thưa với quý vị là chúng ta không có còn ngồi ở đây học giáo pháp Đức Phật nữa đâu. Nói bừa nói càng thì nó dễ lắm thưa quý vị, chứ còn về phần chánh niệm mà của tứ niệm xứ nó sanh khởi đó, thì xin thưa với các bạn là nó phải đủ độ sâu của nó. Phải hiểu giáo pháp, phải hiểu về thực tại rất là thông suốt trong đời sống hàng ngày. Thì chánh niệm nó mới len lỏi và nó lớn dần được. Đừng có ai nói rằng chánh niệm đi là nó có chánh niệm. Như vậy là chánh niệm như vậy, ai ai có thể làm cho chánh niệm sanh khởi? Đức Phật có thể làm cho chánh niệm sanh khởi được không? Không thể. Chỉ có các pháp làm duyên sanh, khi đủ duyên của nó thì chánh niệm mới sanh khởi. Đức Phật đã nói hoàn toàn các pháp là do duyên, nhưng mà chúng ta luôn luôn là bám chấp vào một cái gì đó là có tôi để thực hành, để tạo ra chánh niệm, để tạo ra trí tuệ. Đó là một đường hướng hết sức sai lầm. Không phải chúng ta biết nhiều Phật pháp là có chánh niệm, là có trí tuệ, không phải. Mà chúng ta phải thực sự phải biết được duyên sanh của nó, phải nhận được thực tướng của nó, của các pháp từng chút một thì mới nói tới chánh niệm được.
Còn bố thí, trì giới, tham thiền này kia, nó có chánh niệm đó. Nhưng mà xin thưa mấy quý vị, nó không có phải là chánh niệm của tứ niệm xứ đâu. Không phải như vậy đâu, thưa quý vị. Chánh niệm nó chỉ khi nào đủ cho nó thì nó mới sanh. Không phải chúng ta thuyết hết cái bài kinh tứ niệm xứ rồi mọi người đều có chánh niệm, hay là vị đó có chánh niệm. Không phải. Thưa quý vị, chỉ khi nào chúng ta nhận chân và tìm hiểu từng chút một về thực tại trong đời sống hàng ngày. Khi nào thấy rõ được các căn môn, các cái pháp nó sanh khởi ở đó, thì lúc đó bắt đầu chánh niệm nó sanh đó. Nhưng mà cái pháp học, học hành đúng đắn nó rất là quan trọng, bởi vì nó kết nối. Nhưng mà chúng ta sắc vỡ quá thì nó cũng không bao giờ sanh chánh niệm. Phải nhớ những điều như vậy. Phải luôn luôn phải ứng dụng nó vào trong cái đời sống là một cái sự kết nối rất là tinh tế. Thì chánh niệm nó mới sanh được. Thấy chưa? Cái từ Amattanyung là Mattanyu. Tiếp tục ngữ Á là danh từ nam tánh chia theo đối cách là không có độ lượng. Như vậy chúng ta biết khi mà chúng ta có chánh niệm là tất cả mọi thứ ăn uống lời nói này kia đều có sự quân bình được hết á. Còn khi mất chánh niệm rồi thì thôi, không có thể làm gì được. Và chúng ta phải chấp nhận một sự thật là hằng ngày có vô vàn những phiền não sanh khởi. Đừng có ai nói hay, nói tài gì hết. Bởi vì đó là thực tế của cuộc sống. Và đây là cõi dục. Và chúng ta biết là vô minh là lớn kinh khủng. Và không ai tạo ra cả. Nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng là có tôi, có ai ở trong đó. Mà các pháp do duyên là như vậy. Từ Mát Thanh Nhu là một cái danh từ nam tánh, là người biết về kích thước. Mát tá là một cái danh từ trung tánh về kích thước. Nhu hay là nha là một cái danh từ nam tánh chỉ cho người biết, hay là có đôi khi cũng chỉ cho trí tuệ. Cú si tăng hi ná uy rí dân là người biến. Người biến ở đây cho kể như là cái người lười biến, ham ăn mê ngủ, biến nhát đó, sự tinh tấn thấp thỏi. Cú si tăng là cú si tá là một cái tính từ nam tánh. Câu kệ này chia theo đối cách là lười biếng hay là biếng nhát. Và chúng ta biết là thật khó có người tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật. Vì sao họ tinh tấn không được? Xin thưa mấy quý vị rằng chỉ khi nào chúng ta có hiểu biết thì chúng ta mới có hứng thú và có cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo, thì tự nhiên tâm của chúng ta tinh tấn mà thôi. Còn bất khi nào mà chúng ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật trong giáo pháp là chúng ta sẽ không bao giờ khởi được cái sự tinh tấn này. Nên là rất rất nhiều các nhà sư gọi là tu thời buổi biến nhát trong cái sự học hành nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật, và giới hạnh không có được đảm bảo. Và từ đó là chúng ta biết là phá hủy hết toàn bộ chánh pháp của Đức Phật. Câu nói này xin thưa quý vị, rất phũ phàng như đó là một sự thật. Cực kỳ tai hại, chắc chắn là sẽ biến mất. Niềm tin của chúng ta bây giờ đặt vào ai bây giờ? Nếu mà giới hạnh của một vị tỳ kheo không được đảm bảo thì trước sau gì lời nói của vị đó cũng không có trọng lượng đối với hàng cư sĩ nữa. Và nếu mà người cư sĩ cứ dễ vui và không hộ độ chư tăng một cách đúng mức, đúng pháp, thì tất cả chúng ta đều chìm vào cái biển sanh tử luân hồi mà không có nối ra đâu. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta là minh, chúng ta học giáo pháp và chúng ta có minh. Không phải đâu. Chúng ta thực sự thấy thế nào là lời dạy của Đức Phật cao quý đến mức độ như nào. Chúng ta không phải tu học để lễ về tình, về này, về kia, mà chúng ta phải lấy giáo pháp
chúng ta phải thấy cái sự khổ luân hồi nó như thế nào thì lời dạy của Đức Phật chúng ta mới được gìn giữ. Dầu là mất mạng sống còn không thì không thể nào mà đạt được. Khó lắm. Hy ná vi rí văn, hy ná chúng ta cộng với vi rí giá là một cái nhóm từ nam tấm chia theo đối cách là có sự tinh tấn thấp thỏi, ít có sự lỗ lực. Hy ná là một cái tính từ ít hay là nghèo hay là nhỏ. Vi rí giá là một cái danh từ trung tấm, sự lỗ lực. Hằng ngày một nhà sư mà không đọc một bài kinh, không nghe một bài pháp của các bậc lục lạc thuyết pháp thì trí tuệ ở đâu mà ra? Không lẽ ngồi nhắm mắt rồi nó có trí tuệ? Không có đâu thưa quý vị. Giáo pháp của Đức Phật nó không có cái chuyện mà nhắm mắt ngồi ở đó rồi có trí tuệ. Giáo pháp này cần phải được nghe và kéo như đi tắt đi. Không có nghe pháp thì không có ai phát sanh trí tuệ được hết. Nếu mà giáo pháp này chỉ ngồi thì Đức Phật không đi thuyết pháp 45 năm. Cho đến giờ phút cuối cùng còn một tiếng nữa thôi, Ngài vẫn chờ người đệ tử cuối cùng để nói về Bát Chánh Đạo. Hãy luôn luôn nhớ rằng không nghe pháp từ Đức Phật, từ các bậc hiền trí, các ngài giảng, xin thưa mấy quý vị, không có con đường giác ngộ đâu. Thiền là gì? Thiền không phải là ngồi thưa quý vị. Thiền chính là chánh niệm hiểu biết về thực tại hiện giờ. Mà thực tại hiện giờ thì xin thưa mấy quý vị, nó nhanh lắm, nó vụt qua là đã mất rồi. Chúng ta ngồi ở đó để đếm cái gì ở trong đó không có. Đức Phật đã nói là các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Mà chúng ta ngồi ở đó thì không có chuyện đó. Nên là chúng ta cần phải học để phát triển được chánh niệm về tứ niệm xứ. Từ tiếp theo là tăng quê pahas pasahati nè và maru là ma vương quả nhiên ngự trị người ấy. Ma vương đó, ma vương là những cái biến nhát này, những cái lười biếng này, những cái thụ động này, rồi là vô minh này, tà kiến này, sân si này, vân vân. Tăng là cái tá là chỉ cho một cái đại từ hệ chia theo đối cách là kẻ ấy. Quê là bất biến từ, là quả nhiên thật vậy. Pasahati là căn của nó là căn sắc, tiếp đầu ngữ là pas, đuôi của nó là á, còn cái tí là một cái động từ. Ở đây có nghĩa là ngự trị hay là uy hiếp tức là làm cho tâm của chúng ta nó mụ mẫm và nó không có sáng suốt, không có tinh anh được. Tiếp tục ngữ phá là hướng về, chỉ cho sự nhấn mạnh căn sắc là ngự trị hay là chiến thắng. Maro là cái từ ma rá đó, là một cái danh từ nam tánh chia theo đối cách chỉ cho ma vương. Ma vương, ma rá ở đây. Thì ma vương thì chúng ta biết rồi, Đức Phật dạy có mấy loại ma? Năm loại ma, phải không nè? Năm loại ma là gì? Phiền não ma này, chư thiên ma này, ngũ uẩn ma này, pháp hành ma này, và tử thần ma. Tử thần ma. Nhưng mà ở câu kệ này thì chúng ta phải nhớ rằng chính là các loại phiền não. Đức Phật năng là nhóm từ chia theo đối cách là yếu, đú tức là xấu, yếu, tồi. Bá lá là danh từ trung tánh chỉ cho sức mạnh. Và đó là những cái từ ngữ mà chúng con vừa gọi đến quý vị cũng với những cái lời trong cái bài này truyền tải thêm. Và được Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là: ai sống nhìn tình tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biết nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Thì cái câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết ở Kỳ Viên Tịnh Xá và nói về Mahakala. Và Ngài Mahakala thì có ba anh em.
Và một hôm Ngài thấy các chư thánh hữu học đi nghe pháp Đức Phật dạy, thì Ngài cảm thấy rất là hoan hỷ, mang hoa đi. Và Ngài mới hỏi, và khi mà nói đến pháp thì tâm của Ngài rúng động, mà Ngài hoan hỷ và Ngài cũng đi đến chùa. Cái này quý vị đọc rồi thì xưa nói sơ lược thôi. Thì Ngài đi đến chùa và Ngài hoan hỷ quá, thì Ngài thấy tâm tình tính đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, và Ngài không có đi buông đó. Ngài nói với em của Ngài là thôi bây giờ anh chuyển hết những cái tài sản cái này cái kia thôi, em giữ gìn thì em làm của để dành. Nhưng mà người em của Ngài á, thì cũng hỏi Ngài, và sau đó thì Ngài Chun Lá Ca Lá thì cũng xuất gia. Nhưng mà xuất gia không với cái mục đích là hướng đến giải thoát sanh tử, mà chỉ mong làm sao có cơ hội để rủ anh mình về thôi. Nhưng mà Ngài Maha Ca Lá thì duyên lành Ngài đã đến rồi. Và Ngài thấy rằng Ngài lớn tuổi thì mới nói với chư tăng là hỏi là ở trong giáo pháp thì có bao nhiêu pháp, thì quan trọng thì chư tăng mới nói có hai pháp là pháp học và pháp hành. Pháp học và pháp hành. Thì pháp học thì nó rất là nhiều, nhiều các cái loại pháp mà Đức Phật thuyết theo cái khía cạnh như là uẩn xứ hay là giới hay là đế, vân vân. Thì Ngài thấy lớn tuổi này, Ngài cũng học về cái pháp để đưa đến ăn chú vào được một cái đời mục thiền. Và Ngài cũng học về các cái quán sát, về các cái tâm hành đó. Và chúng ta biết rằng nào pháp học á, nó vô cùng quan trọng. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng Ngài không có học ở đây. Xin thưa với quý vị là không có. Đã nói rồi, vì thinh văn mà không có nghe đủ, quan trọng là nghe. Quan trọng là nghe đủ. Nhớ là nghe đủ là nghe như thế nào. Ví dụ như là thuở xưa các ngài có trí thì Ngài nghe một câu kệ thôi, nhưng mà cái trí của Ngài nó sẽ đủ cái năng lực để hiểu về tứ đế. Còn bây giờ nếu chúng ta có đủ thì chúng ta cũng nghe một ngài nào đó thuyết về cái câu kệ đó với của nó, chúng ta cũng có thể. Nhưng mà nếu mà chúng ta do ban là mật yếu, vô minh còn nhiều, thì chúng ta cần phải nghe làm sao cho nó đủ. Khi mà nghe đủ thì tư nó mới sanh khởi, mà tư đủ thì tu nó mới thành tựu. Nói vậy đó. Nhưng mà thường thì chúng ta nghe làm sao? Nghe không đúng nơi, không đúng chỗ, không đúng thầy, không đúng người, không đúng pháp nữa. Cái quan trọng nghe nó quan trọng lắm. Nghe quan trọng. Để nghe không như lý tắc ý đó, nghe chỗ này đắp qua chỗ kia, do đó mà pháp của chúng ta nắm nó không có vững. Nó không có vững. Rồi chúng ta nghe xong rồi chúng ta đi hỏi hết cái đầu này đến đầu kia, chứ không chịu suy tư. Thì chúng ta biết cái nghe nó quan trọng. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là các ngài không có học pháp học. Không có đâu. Các ngài nghe đủ. Và Ngài thấy cái pháp môn quán bất tịnh của Ngài thì nó hợp. Và Ngài đi vào cái nghĩa địa.
Thì bây giờ cái nghĩa địa đó thì là một cái cô gái tên là Kali. Thì cô đó chuyên về thiêu xác. Thì ngài mới nói trao đổi với cô, và thì cô đồng ý là sẽ cho ngài một cái xác, xác chết. Và khi mà ngày đầu tiên ngài thấy cái xác chết đó, thì cái xác chết đó vừa chết đó, thì thân tướng nó cũng đẹp quá. Chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta nhìn cô gái 18 tuổi á, thì nó dễ khởi sanh dục lắm, hay là một chàng trai. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái ông già mà bán vé số và cục chân, hay là đi què ở ngoài đường đụng cụm răng xuống như vậy, thì chúng ta thấy cũng là một cái thân hình sống đó. Cái tâm nó khác. Như vậy chúng ta thấy cái tư tưởng, cái tưởng của chúng ta nó đánh lừa rất là, rất là lớn, phải không? Và chúng ta thì cũng đi tới đó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta rất là thích thú. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì có ai ở đó không? Không. Chúng ta cứ nghĩ thế giới này rất là đông người, nhưng mà đó là suy nghĩ thôi, chứ thế giới thật sự không có con người nào hết. Thế giới nào cũng chẳng có bao giờ có con người. Thế giới chỉ có các quẩn, xứ, giới, đế, các pháp. Phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Và tham thì nó không thuộc về ai hết á. Phải không? Cái thấy nó cũng không thuộc về ai. Đâu phải có bạn mới có cái thấy đâu. Không. Người mù không có cái thấy. Cái thấy thì nó nhiều lắm, nó vô lượng. Loài chim nó cũng có cái thấy, loài người cũng có cái thấy. Cái thấy nào thì nó cũng chỉ thấy đối tượng thị giác thôi. Vì cái thấy nó không thuộc về ai hết. Khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp á, thì chúng ta sẽ đi vào trong kinh điển của Đức Phật, và chúng ta nói diệu pháp của Đức Phật rất là chính xác, và luôn luôn đem đến cái sự hứng thú và cái trí tuệ xả ly cho mình và cho mọi người. Đó là giáo pháp của Đức Phật. Cái người nào mà chưa đạt tới cái điểm đó đó, thì họ còn lúng túng trong giáo pháp của Đức Phật lắm. Và khi mà chúng ta đạt được cái điểm đó thì cái hướng đi của chúng ta nó, cái hướng đi về chánh đạo nó rất là chân chánh. Thì khi mà ngài nhìn cái xác chết như vậy á, thì ngài thấy cái xác chết này không được, nó vẫn sanh lên. Không biết tại sao ở trong chỗ này, nếu mà nói về cái xác chết đó thì lấy người nữ thì phải. Đáng nghe thì ngài lấy xác của người nam mới đúng chứ. Thì ngài mới nói rằng hãy đem cái xác này thiêu đi. Chắc là hôm đó không có. Thì cái cô gái nó mới thiêu, thì nó cháy nham nhở như vậy. Và cô ấy đem đến cho ngài, và ngài quán tưởng về cái thân này và tất cả những cái thân ở trên thế giới này, cái bản chất của chúng là như vậy. Chứ không phải là ngài quán cái thân này của ngài không đâu, quý vị hiểu. Quý vị chúng ta phải đấy. Ngài quán là tất cả những cái thân ở trên đời này, bản chất đó là như vậy. Chắc là như vậy. Như vậy khi mà cái thân này nó mất đi thì chúng ta phải mừng, xả ly nó, bởi vì nó không thuộc về ai hết. Hãy nhớ một điều đó. Và nó không sanh lại nữa, không sanh một cái thân nào nữa thì thật là mừng, bởi vì còn sanh là còn như vậy nữa. Thì ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán.
Và rồi em của ngài thì không có chứng. Và sau đó thì ngài đi về, về nhà. Sau ngày về nhà thì những cái bà vợ trước khi mà ngài chưa xuất gia đó thì mới tìm mọi cách để dụ dỗ ngài ở lại, để cho mấy bà hưởng dụng. Nhưng mà ngài là bậc A-la-hán rồi, còn lúc đó thì ngài Chunakkala thì từ lúc mà người nhà trông thấy Chunakkala thì họ bày ra cái chuyện chế trêu là đem cái chỗ ghế thấp sắp ngay cái hàng đầu, nơi chỗ dành riêng cho các cái vị đại đức, và sắp những cái ghế cao vào các cái nơi của những vị mới tu. Và lúc bấy giờ tỳ kheo Chunakkala nhắc đi nhắc lại, đừng có làm như vậy, đừng có sắp ghế thấp ở chỗ cao và ghế cao ở chỗ thấp. Thì bảo đến lần thứ ba thì họ đã chẳng thèm nghe lời mà hỏi lại. Và chúng ta biết đó, khi mà chúng ta không tu tập đúng pháp á, những cái ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, sáu căn của chúng ta là ma vương nó biết hết. Ma vương ở đây là gì? Chính là những người Phật tử, chính là những người tại gia cư sĩ. Bản chất của phiền não là nó tóm được nhau, nó chạy đâu khỏi hết á. Chạy đi đâu, chạy đường nào. Nhưng mà ngài, chúng ta biết khi mà còn phiền não thì chúng ta không hiểu cái điều đó à. Và ngài mới nói là chớ còn ông làm gì mà và những cái người đó thì nói là chớ còn ông làm gì mà chẳng chịu ra tay sắp chỗ ngồi, và cứ ở không đi tới đi lui hoài vậy. Lúc ông tu ông có từ giã ai không? Ai cho ông xuất gia? Ông về đây làm gì? Nói rồi họ mới giáp nhau xé rách y trong y ngoài của trường não Chunakkala, và lấy thường phục màu trắng thay cho ông, rồi nói bây giờ ông đi thỉnh Đức Bổn Sư để chúng tôi ở nhà mà sắp đặt chỗ ngồi. Thì vừa mới tu lên tỳ kheo chưa có được hạ nào hết, và chú lá tha lá thì hoàn tục vừa theo sở thích của mình, nên là tâm chẳng có chút khổ thẹn nào, và cũng không thắc mắc và cũng không có ngại ngùng vì cái lối phục sức đó. Và bắt đầu ông ta đi ngay đến nơi của Đức Bổn Sư đảnh lễ ngài xong thì xin rước chư tăng Đức Phật làm chủ tọa để trở về nhà. Thì chúng ta biết là ngài Mahakala thì ngài đó là bậc A-la-hán rồi, và những người vợ cứ nghĩ ngài còn là phàm nên là muốn dụ dỗ, nhưng mà ngài đã sạch bóng phiền não nên là đời sống thế tục ngài không còn nuối tiếc nữa. Sau đó thì ngài, dù là bà vợ, các bà vợ có dù cách nào thì ngài cũng trở về chùa. Còn em của ngài thì chưa đầy 30 giây. Và chúng ta nên nhớ rằng dục lạc chỉ là những bộ xương, chỉ là những cái mớ tóc cài ở trên đầu, những cái sắc pháp chi, một cái hình tướng
mà ở đó đầy những cái phiền não lương giá trên đó. Nhưng mà nó thú vị lắm thưa quý vị. Nó rất là thú vị. Nó thú vị đến nỗi mà chúng ta trầm luân sanh tử là không có tính đến được. Hằng ngày chỉ có cái mấy cái mẫu xương thôi. Hằng ngày chỉ có mấy cái chén cái tô thôi. Hằng ngày chỉ có mấy cái cứng mềm cứ trao đổi qua lại thôi. Hằng ngày chỉ có mấy cái âm thanh nghe, rồi hết nghe lại ngửi mấy cái mùi thôi. Nhưng mà xương thịt mũ máu của chúng ta đã đầy cả quả địa cầu, và máu của chúng ta đã đầy cả bốn biển. Quý vị thấy, nên là đừng có ai nói rằng là sắc thinh hương vị xúc pháp này không có nhầm nhò gì đối với tôi hết. Xin thưa với các bạn là thiền định phi phi tưởng xứ rồi cũng quay lại nhai mấy cái thứ này. Ngoài tứ niệm xứ Đức Phật dạy ra, phòng hộ ra, không có con đường nào khác để thoát khỏi sanh tử hết. Nhớ như vậy, nhớ như vậy. Đừng có giỡn với âm thanh, đừng có giỡn với cái đối tượng thị giác, đừng có giỡn với màu, đừng có giỡn với mùi, đừng có giỡn với cái cứng mềm ở trên giường đó. Thực tế rất là phũ phàng phải không? Nhưng ngày nào chúng ta cũng chìm đắm ở trong đó hết. Không vô minh là cái gì? Vô minh nó ở xa lắm ư? Không đâu. Vô minh nó ở suốt trong đời sống của chúng ta, sau thấy nghe ngửi nếm đường xúc chạm, cho tới lúc chúng ta ngủ say, mà thậm chí lúc mơ chúng ta cũng có vô minh nữa, cũng có tham ái nữa. U cha thì chúng ta biết nữa, u cha thì thấy được rằng là nói tới đây là chúng ta thấy nó ngắn ngẫm cuộc đời chưa? Mà chúng ta không làm gì được. Chúng ta chỉ có nghe pháp và hiểu nó từng chút một thôi. Không có ai mong muốn để ra khỏi sanh tử được đâu. Càng mong muốn thì càng thất bại. Để càng tạo phước báo mà nguyện chỗ này chỗ kia là càng thất bại nữa. Từng chút hiểu biết về các pháp đang là mới là nhân đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Phải không? Đâu quý vị nguyện vào đời sau quý vị sanh ra làm gì? Làm sao có chuyện mà chúng ta nguyện mà sanh vào được? Xin thưa với quý vị này, nghiệp là bất khả tư nghi. Hãy nhớ một điều, nhưng mà hiểu biết là chắc chắn, là nhân để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta nguyện được thì chúng ta làm chủ được cuộc đời của mình rồi. Chúng ta phải thật là sáng suốt trong giáo pháp. Như vậy chúng ta phải thấy ra được sự thật. Sự thật. Cái thân của chúng ta đó, hàng ngày chúng ta phải dọn phân cho chúng, dọn nước tiểu cho chúng. Chúng ta phải tắm rửa cho chúng. Chúng ta phải mặc áo quần che đậy cho chúng. Chúng ta phải cho chúng ăn. Chúng ta phải cho chúng vào quan tài để ngủ. Chúng ta phải đắp lóng, đắp lạnh cho chúng. Chúng ta không thấy khổ phải không? Chúng ta vẫn thấy đẹp. Hàng ngày chúng ta soi gương, chúng ta chét phấn cho chúng ta tha son cho chúng. Nhưng mà chúng cười hay chúng khóc? Hay là chúng buồn, chúng vui? Không, chúng chỉ là sanh diệt và bất tịnh như thuở nào. Từ lúc chúng được gá vào bào thai cho đến chết, chúng chỉ là thứ bất tịnh, không hơn và không kém.
ta làm gì được cho chúng không? Chúng ta phục vụ chúng không là đã mệt mỏi rồi. Tất cả những gì chúng ta tham đắm ở ngoài kia, chúng ta tranh luận với đời, chúng ta chỉ phục vụ cho nó. Chúng ta đánh hết, mất hết những cái lòng từ, lòng tàm, lòng quý, giúp đỡ người, mọi người này kia, cũng vì cái ý niệm về ngã chấp thủ cái thân này. Cũng vì đói, vì khát mà chúng ta giết hại, chúng ta chặt chém, chúng ta đánh mất đi lòng tàm, lòng quý, sát hại, thậm chí cả cái người thân của mình, chúng ta dành từ cái miếng ăn, từ cái chút đất đai à. Nó không phải là, không phải là sự nguy hại hay sao? Không phải là sự nguy hại hay sao? Cũng vì cái thân này mà chúng ta ngã mạn với người khác, chúng ta chửi rủa, chúng ta đánh đập, chúng ta khinh bỉ, chúng ta có những cái ánh mắt rất là bất thiện. Chúng ta phải hiểu được thân bất tịnh. Mà cái bản chất nó đã bất tịnh rồi thì làm sao mà nó đẹp được, phải không? Nên nhưng mà khi ai khen, úp sau này chị mập quá, sau này chị đẹp quá, sau này dáng chị thon quá, thì sao? Tâm của chúng ta nó cứ ngỡ ngàng cho cái thân mình là đẹp. Cho cái thân mình là đẹp. Nhưng mà không một ai ở trên đời này một ngày này không dọn nước tiểu, không dọn phân cho chúng hết. Và rồi là ăn vô. Vậy luân hồi là gì thưa quý vị? Luân hồi là ăn vô, rồi là đi tiểu đi tiêu ra. Luân hồi là gì nữa? Luân hồi lại là thấy, rồi nghe, nghe rồi lại thấy. Luân hồi là gì? Hít vào, rồi thở ra. Luân hồi là gì? Luân hồi là thức, rồi ngủ say, ngủ say rồi lại thức. Luân hồi không phải là kiếp sau đâu. Luân hồi ở ngay đây nè. Hết buồn, rồi lại vui. Đó là luân hồi. Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó khổ hay là nó lạc? Trong của chúng ta nó bất như vậy. Khi mà chúng ta không nhận chân ra được cái sự khổ thì chúng ta không có ly tham được. Chúng ta còn mơ mộng một cái điều gì đó, phải không? Thế giới này các bạn mơ mộng cái gì? Hả? Các bạn có mơ mộng cái gì đi chăng nữa thì cái quan tài và nghĩa địa ngoài kia đang chờ. Không có một cái gì để mơ mộng hết. Tất cả những cái gì chúng ta mơ mộng được chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, và tất cả cái đó đều là vô tri vô giác hết. Và bạn có nó đã bao nhiêu đời rồi, và nó không đi theo ai hết đâu. Hết duyên thì nó vẫn ở đó thôi. Bạn đi đường bạn, nghiệp đi đường nghiệp. Và bạn có sanh ra, bạn lại chạy đuổi theo nó và nó vẫn như vậy thôi. Tiền là cái gì? Nhà cửa là cái gì? Người chỉ thấy nó thật là rỗng không và vô nghĩa. Chúng ta đuổi bắt cái gì? Chúng ta đuổi bắt những cái mớ tóc, hay đuổi bắt cái gì? Và trong chúng ta có nó mà. Chúng ta đuổi bắt những thứ bất tịnh ở trên đời này, mãi mãi là như vậy thôi. Nên chính vì vậy, người chỉ mới cần phải buông bỏ. Ai sống nhìn tình tướng không hộ trì, các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhát, chẳng tinh cần ma uy hiếp, kẻ ấy như gió này cây trước gió. Rồi vậy không? Phải là ngày nào năm căn của chúng ta cũng bị những cái sắc hương vị xúc nó đánh lừa, và cái ảo tưởng của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta thấy mọi thứ đều là
Cái bất tịnh thì cho là tịnh, cái vô thường cho là thường, cái khổ thì cho là lạc. Đâu, chúng ta đã chơi cái trò chơi ái dục này, càng chơi càng nhiễm, càng chơi càng chết chóc, càng chơi càng bẩn thỉu lầy lụa, và càng chơi thì càng vô minh tâm, không phải màu. Chúng ta tạo ra cái gì để qua cái chỗ kia, cái cứng có cái cứng, cái mềm kia mà thôi. Người có cái màu này, người có cái mùi kia, người có cái màu nọ và thôi. Tất cả chúng ta đều có đầy đủ hết. Hãy tỉnh giác lên các bạn à. Không còn cái gì nữa cả. Cuộc sống bấy nhiêu thôi. Vừa phải lẽ rồi. Kính dân đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đức Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ So, Long Vương, Càn Thất Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A-tu-la, Diêm Chúa. Và kính chi phước năng đến tất cả đạo Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế và chứng đắc tứ thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, thưa sư, thưa lành thầy trên đại đức tuệ nhẫn. Dạ, con xin cúng thỉnh đại đức tuệ nhẫn chúc phúc cho Rum. Tại vì đại đức Minh Hạnh đã ra rời Rum rồi lâu rồi. À, cúng thỉnh đại đức tuệ nhẫn ạ. Ya phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha upavena sarasvati bhavantu te phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma upavena sarasvati bhavantu te phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha upavena sarasvati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên ngồi chỉ đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần tay kính tri ân đại đức tuệ nhẫn. Bát thân xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chứng đổ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hương được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phước báu cung dường, hóa thành thực phẩm.